Chào các bạn, ngay bây giờ bài thuật com sẽ giới thiệu cho bạn trò 5 cái đinh xuyên qua đồng xu. Thì ở đây á, mình sẽ có là 5 cái đinh đấy, và hai cái hộp và một cái đồng xu. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây nói đồng xu thôi, thực sự nó là bằng nhựa nha các bạn. Đấy. Thì ở đây mình có mời một bạn khán giả cầm và kiểm tra giúp mình luôn. Và bạn bỏ dùng đồng xu vô trong bên đây giúp mình nha. Nói chung nữa mình dùng cái đinh này mình đâm xuyên qua đồng xu này. Đó, thấy chưa? Rồi cái này cũng luôn. Đúng luôn. Đấy, ok chưa? Và điều đặc biệt hơn nữa là gì? Là bạn kiểm tra dùng mình cái phần xu này. Nó thấy có cái lỗ gì trong đó không? Đó, bạn đưa qua đây để camera thấy luôn. Đấy. Ok chưa? Rồi, bạn bỏ vô dùng mình giúp đây luôn. Rồi, bạn đậy nắp luôn giúp mình luôn ha. Thôi, mình đậy cũng được. Đây, mình bỏ vô đây luôn. Đó, rõ ràng đúng không ạ? Giờ xu nó vẫn còn bên trong. Rồi, thì khá đơn giản. Đó, bây giờ này, mình sẽ cầm cái đinh thứ nhất. Mình sẽ bỏ vô đây. Xuyên qua. Ủa? À, nhưng mà chưa. Còn cái đinh thứ hai. Ủa sao xuyên được? Đấy, đinh thứ ba. Đấy, đinh thứ tư. Đó, đinh thứ năm. Hồi nãy bạn kiểm tra kỹ rồi đúng không? Kỹ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giữ lại như thế này. Cầm đinh cho các bạn. Có phải là cái đinh nó xuyên qua hết luôn? Đúng rồi. Đúng không? Xuyên được. Đấy, nhưng mà chưa. Vẫn còn có phần hai nữa. Bạn rút vô mình luôn cái phần đinh luôn đi. Đó, một cái. Giờ mình rút lên. Hai cái. Rút luôn. Ba cái. Đó. Đây, rút vô mình luôn. Bốn cái. Rút mình luôn. Đó, rút vô mình luôn chưa? Rồi, ok chưa? Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình để đây. Nghe đồng xu không? Có nghe. Rồi bạn mở ra vô mình luôn. Và cho camera xem luôn. Nhưng mà đồng xu có bị lỏng không? Đây, bạn mở ra bạn biết liền như gì. Đó. Ủa? Cho camera xem luôn. Sao nó không lỏng? Đấy. Đó, và chính là cái trò năm cái đinh xuyên đồng xu. Và đây chính là trò ảo thuật mà mình muốn gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem.